Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 2. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà trong thời gian các con nghỉ học để phòng bệnh cúm corona. Bài ôn tập ngày hôm nay, các con chúng ta sẽ thực hiện 5 bài tập. Bài 1, tính nhẩm 16 cộng 5, 15 trừ 9, 15 trừ 8, 9 cộng 7, 24 cộng 12, 46 trừ 14. Bài 2, đặt tính rồi tính 43 cộng 57, 92 trừ 75, 44 cộng 58, 92 trừ 54. Bài 3, nối tích với tổng thích hợp 2 x 5, 2 x 3, 3 x 3, 4 x 3, 2 cộng 2 cộng 2, 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2, 3 cộng 3 cộng 3, 4 cộng 4 cộng 4. Bài 4, điền số thích hợp vào chỗ chấm A 18 cm cộng 31 cm bằng chấm 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 decimet chấm 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 cm. Ý B, 77 cm bằng chấm 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 decimet chấm 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 cm. Bài 5, mẹ em năm nay 34 tuổi, cha hơn mẹ 6 tuổi, hỏi cha bao nhiêu tuổi? Như vậy bài tập của chúng ta có 5 bài. Các con chúng ta hãy ghi chép vào trong sổ trắng, sau đó thì các con làm bài. Thời gian làm bài khoảng từ 40 đến 60 phút. Các con hãy viết và trình bày vào trong sổ cho thật là sạch đẹp nhé. Sau khi các con làm bài xong rồi, các con hãy kiểm tra kết quả của mình bằng cách tiếp tục bật video và theo dõi hướng dẫn đáp án của cô giáo. Sau đây sẽ là hướng dẫn và đáp án các bài trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Bài tập 1, tính nhẩm. Bài tập này các con chúng ta sẽ nhẩm bằng suy nghĩ của mình. Sau đó thì các con chúng ta sẽ ghi kết quả đúng vào từng phép tính. Các con không đặt tính theo cột dọc để thực hiện bài toán này nhé. Chúng ta sẽ nhẩm như sau. 16 cộng với 5, chúng ta có là 16, gồm có 1 chục và 6 đơn vị. Vậy thì chúng ta sẽ nhẩm 6 đơn vị cộng với 5 đơn vị bằng 11. Vậy thì 11 và thêm 1 chục nữa sẽ bằng là 2 chục 1 đơn vị bằng 21. Các con viết 21. 15 trừ đi 9, các con chúng ta sẽ nhẩm 15 thì gồm có 1 chục và 5 đơn vị. 1 chục trừ đi 9 sẽ còn 1 đơn vị. 1 đơn vị thêm 5 đơn vị nữa sẽ bằng là 6. Chúng ta viết 6. 15 trừ đi 8. 15 trừ đi 8 thì có gồm 15 gồm có 1 chục và 5 đơn vị. 1 chục trừ đi 8 thì bằng 2. Và 2 thêm 5 nữa bằng 7. Chúng ta viết 7. 9 cộng 7 bằng 16. Các con viết 16. 24 cộng với 12. Các con nhẩm 2 chục cộng 1 chục sẽ bằng 3. Chục 4 đơn vị cộng 2 đơn vị sẽ bằng 6. Vậy chúng ta sẽ bằng 3 chục 6 đơn vị. 36. 46 trừ 14, chúng ta nhẩm 4 chục trừ 1 chục còn 3 chục. 6 đơn vị trừ đi 4 đơn vị sẽ còn 2 đơn vị. Chúng ta sẽ được là 3 chục 2 đơn vị là 32. Các con viết 32. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô kiểm tra đáp án bài tập số 2. Bài 2, đặt tính rồi tính. Bài 2 này thì các con chúng ta sẽ đặt tính theo cột dọc, sau đó thì các con chúng ta thực hiện tính để biết kết quả của từng cột tính nhé. Đầu tiên, 43 cộng 57, các con viết số 43, sau đó viết số 57 bên dưới thẳng hàng với nhau.
viết phép cộng ở giữa và gạch dưới hai số. Ta thực hiện cộng theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng 5 bằng 9, nhớ thêm 1 bằng 10, viết 10. Cột thứ 2, 92 trừ 75. Các con viết số 92. Viết số 75 thẳng với số 92. Viết phép trừ ở giữa hai số, gạch dưới hai số. Và chúng ta thực hiện trừ theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. 2 trừ đi 5 không được, chúng ta lấy 12 trừ đi 5 được 7, viết 7 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1, viết 1. Vậy đây là phép trừ có nhớ. Các con thực hiện là nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. Phép tính 44 cộng 58, các con viết số 44 cộng số 58, các con viết thẳng với số 44. Đặt phép tính cộng ở giữa hai số và gạch ở dưới hai số. Các con thực hiện tính cộng. 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 5 bằng 9, nhớ thêm 1 bằng 10, viết 10. Tiếp theo, cột tính 92 trừ 54. Các con viết số bị trừ 92, viết số trừ 54 thẳng hàng với nhau, viết phép trừ ở giữa hai số, gạch ngang dưới hai số, sau đó thực hiện tính kết quả. 2 trừ đi 4 không được, ta lấy 12 trừ đi 4 được 8, viết 8 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 9 trừ đi 6 được 3, viết 3. Như vậy, vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con thực hiện bài tập số 2 và đáp án của bài tập số 2 đã có rồi. Các con chúng ta cùng kiểm tra xem là chúng ta làm đúng được bao nhiêu cột tính nhé. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3, nối tích với tổng thích hợp. Trong bài tập số 3 này thì có một số ô tích và một số ô tổng. Các con chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức về mối liên hệ giữa phép nhân và phép cộng. Các con chúng ta xem là cái tích nào nó phù hợp với tổng nào thì các con sẽ nối vào cho tích hợp. Cột tích đầu tiên, 2 x 5. 2 x 5 có nghĩa là 2 được lấy 5 lần. Vậy thì 2 x 5 sẽ là tổng của 5 số 2 cộng lại với nhau. Cho nên các con sẽ nối 2 x 5 với ô 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và cộng 2. Ô 2 x 3 sẽ là 2 được lấy 3 lần. Cho nên 2 x 3 sẽ là 3 số 2 cộng lại với nhau. Các con nối vào ô 2 cộng 2 cộng 2. 3 x 3 sẽ là 3 được lấy 3 lần. Vậy thì 3 x 3 sẽ là tổng của 3 số 3 cộng lại với nhau. Các con nối vào ô 3 cộng 3 cộng 3. 4 x 3 là 4 được lấy 3 lần. Vậy thì 4 x 3 sẽ là tổng của 3 số 4 cộng lại với nhau. Các con nối vào ô 4 cộng 4 cộng 4. Qua bài tập số 3 này thì các con chúng ta lưu ý hơn về mối liên hệ giữa phép nhân và phép cộng nhé. Tiếp tục, cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang kiểm tra và làm bài số 4. Bài 4, điền số thích hợp vào chỗ chấm. A, 18cm cộng 31cm bằng ...... cm. B, 77cm bằng ...... cm. Với bài toán này thì các con chúng ta sẽ nhớ lại các đơn vị đo độ dài các con đã được học. Chúng ta hãy nhớ cái mối liên hệ giữa hai đơn vị đo độ dài. 1 decimet bằng 10cm, ngược lại thì 10cm sẽ bằng 1 decimet.
biết được mối liên hệ này thì các con chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện đổi được đơn vị đo độ dài trong bài tập số 4 này. Ý A, 18cm cộng 31cm bằng chấm 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 decimet chấm 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 cm. Trước tiên các con chúng ta sẽ phải thực hiện tính tổng 18cm cộng với 31cm. Vậy chúng ta thực hiện tổng ở bên trái của chúng ta sẽ là 18cm cộng 31cm bằng 49cm. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện là đổi 49cm sẽ bằng là 40cm cộng với 9cm. Mà 10cm sẽ bằng 1dm, cho nên ở đây chúng ta sẽ đổi là 40cm sẽ bằng là 1dm và cộng với 9cm còn lại. Vậy thì tổng 18cm cộng với 31cm sẽ bằng 4dm cộng với 9cm. Các con điền số 4 và số 9 vào bên phải của ý A. Tiếp theo các con chúng ta thực hiện ý B. 77cm bằng chấm 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 decimet chấm 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 cm. Các con chúng ta cũng thực hiện 77cm sẽ bằng 70cm cộng với 7cm. Chúng ta đổi 70cm ra decimet sẽ bằng là 7dm, và 7cm thì chúng ta giữ nguyên. Vậy số cần điền là 7dm và 7cm. Đây là một bài toán đổi đơn vị đo độ dài, nó tương đối là khó với lại các con lớp 2. Tuy nhiên thì các con chúng ta cố gắng chúng ta ôn lại cái đơn vị đo độ dài, mối liên hệ của các đơn vị đo độ dài các con đã học. Sau đó thì các con chúng ta hãy làm nhiều bài tập dạng như thế này thì các con chúng ta sẽ thực hiện tốt. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta sẽ thực hiện bài tập cuối cùng, bài tập số 5. Bài tập 5. Mẹ năm nay 34 tuổi, cha hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi năm nay cha bao nhiêu tuổi? Đây là bài toán giải có lời văn. Các con đọc kỹ xem bài toán cho chúng ta biết những gì và bài toán hỏi ta điều gì. Bài toán cho biết mẹ năm nay 34 tuổi. Bài toán cho biết thêm là cha hơn mẹ 6 tuổi. Bài toán hỏi năm nay cha bao nhiêu tuổi? Các con chúng ta xác định xem đây là dạng toán gì các con đã học. Bài toán này là dạng toán nhiều hơn. Vậy thì giải toán nhiều hơn chúng ta sẽ thực hiện làm phép tính gì? Toán nhiều hơn thì chúng ta sẽ làm phép tính cộng. Để tìm tuổi của cha thì các con chúng ta sẽ lấy số tuổi của mẹ cộng với số tuổi cha hơn mẹ. Đó là lấy 34 cộng 16 sẽ được là số tuổi của cha. Các con hãy giải bài toán này vào trong sổ nhé. Chúng ta hãy đặt lời giải cho bài toán. Lời giải chính là cái câu trả lời cho câu hỏi của bài toán. Bài toán hỏi năm nay cha bao nhiêu tuổi? Thì các con trả lời là năm nay cha có số tuổi là, hoặc là số tuổi của cha là. Đặt lời giải xong, các con chúng ta viết phép tính. Phép tính sẽ là 34 cộng với 6 bằng 40 tuổi. Sau khi viết phép tính xong, các con sẽ viết đáp số cho bài toán. Đáp số 2.40 tuổi. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 5. Lưu ý khi trình bày bài giải thì các con chúng ta sẽ viết lời giải, viết phép tính thụt vào một ô so với lời giải, viết đáp số thụt vào một ô so với phép tính. Và khi trình bày thì các con lưu ý là chúng ta sẽ viết hoa chữ
đầu câu và cuối câu thì chúng ta sử dụng dấu hai chấm. Cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện bài ôn tập môn toán. Các con chúng ta so sánh kiểm tra lại kết quả của mình. Bài nào chúng ta đã làm đúng rồi thì các con chúng ta đã nhớ bài rất là tốt. Còn bài nào chúng ta có chưa làm đúng thì các con chúng ta hãy kiểm tra lại và chúng ta sửa lại cho đúng nhé. Cuối cùng thì cô chúc cho các con chúng ta có sức khỏe và có cái kiến thức thật là tốt để chúng ta tiếp tục học trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.